Hello anh em nhé, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái công nghệ mới nhất của sóc đĩa bịp hiện nay. Đấy, anh em đi chơi ấy, thì những anh em nào mà đã sử dụng qua cái dòng bát hình rồi thì anh em sẽ biết là khi anh em đi chơi anh em sử dụng cái bát như thế này. Đấy, và anh em sử dụng một cái màn như thế này để xem đúng không ạ? Một cái màn Nokia như thế này để xem, khoảng cách thì nó chỉ được khoảng tầm 10 đến 15 mét thôi. Đấy là ngày xưa anh em nhé. Đấy, còn về cái kiểu bát thì mình không cần phải nói nhiều về cái dòng bát này nữa. Tại vì cái bát này là mình đã có rất là nhiều video nói về nó rồi. Hoàn toàn là soi đèn, các thứ là hoàn toàn là không thể thấy được. Và ví dụ như là anh em mở bát bình thường vỡ cũng không thể phát hiện ra được, trừ khi anh em cố tình đập ra anh em nhé. Thì cái công nghệ mà mình giới thiệu đến cho anh em trong ngày hôm nay là gì? Đấy, là công nghệ mà anh em có thể là xem được trong bát, trong đĩa khoảng cách hàng nghìn km anh em nhé. Ví dụ anh em sóc này, đấy là anh em có thể biết được cả tiếng này nó về sấp đôi này. Đấy, sấp đôi cho anh em này. Đó, anh em đấy không ạ? Lại tiếp tục này, tiếng này về tứ tử này, tứ tử đi này. Rất là ok cho anh em. Thì cái công nghệ mình giới thiệu đây là gì? Đó chính là công nghệ mà anh em có thể xem trực tiếp bằng cái điện thoại của anh em đây. Đấy, trực tiếp bằng cái điện thoại này. Đấy, cái điện thoại này thì anh em có thể xem trực tiếp hoặc anh em có thể là xem ở khoảng cách là hàng nghìn km cho anh em. Tức là sao? Tức là anh em ngồi chơi ở Sài Gòn, ngoài Hà Nội xem cũng được. Mà anh em ngồi chơi ở Hà Nội thì ở Cà Mau xem cũng ok. Đấy, kể cả là anh em ngồi nước ngoài anh em vẫn có thể xem được. Đấy, tại sao lại như thế? Tại vì là ở trên chiếc máy này đã được bên mình là cải tiến, độ chế vào những cái công nghệ mới nhất hiện nay. Đấy, anh em có thể xem trực tiếp bằng cái điện thoại này hoặc anh em sử dụng phần mềm kết nối vào cái điện thoại của anh em xem trên điện thoại của anh em đều được anh em nhé. Đấy, khoảng cách của nó thì nó chạy qua phần mềm mà chạy qua mạng 4G, 5G, Wi-Fi. Chính vì thế nên là khoảng cách của nó sẽ không giới hạn anh em nhé. Đấy, cái phần mềm này nó được bên mình viết sẵn ra. Đấy, có tài khoản mật khẩu riêng nên là khi anh em chơi thì hoàn toàn là không sợ bị đụng hàng hay là bị đang chơi thì có người ta vào người ta phá hay nọ kia. Đấy, anh em đi chơi anh em chỉ đưa bát vào thôi. Đấy, anh em thấy không? Anh em đưa bát vào, anh em chơi là anh em đã biết được là ví dụ như tiếng này về ba đen, anh em đánh lẻ. Anh em có thể là người chơi tay em tay con hoặc anh em có thể là người sóc cái. Anh em đều có thể sử dụng được. Mà khi anh em sử dụng cái bộ sản phẩm xem bằng cái màn điện thoại này ấy thì nó lại là cực kỳ nó lợi ích ở cái gì? Là khi mà anh em chơi là trên người anh em hoàn toàn là không có tăng tích gì, kể cả anh em có đưa bát vào, không may nhá, mình tính đến những cái trường hợp mà không may người ta cố tình người ta đập bát ra để người ta xem đấy phải bát hình hay không, người ta đập nhỏ ra thì người ta sẽ tìm thấy, nhưng mà người ta thì chỉ tìm thấy được ở trong bát là nó có camera. Còn khi mà người ta kiểm tra, ví dụ người ta kiểm tra người mình mà người ta thấy cái màn này là người ta sẽ biết này. Đấy, kiểm tra người mình thấy cái màn này người ta sẽ biết là đây là một cái màn camera. Đúng không ạ? Nhưng mà khi mà mình sử dụng một cái màn như thế này. Đấy, ví dụ khi anh em chơi ấy, anh em có thể là ẩn ứng dụng như thế này. Thì khi người ta mở cái máy của mình lên, người ta sẽ không biết được đây là một cái màn camera. Đúng không ạ? Người ta không biết đây là một cái màn camera. Tại vì là cái điện thoại này, anh em có thể lắp sim vào nghe gọi, nhắn tin Facebook, Zalo. Anh em thấy gọi Zalo này. Đấy, máy của mình cài cả YouTube tất cả các thứ là anh em đều có thể sử dụng thay thế một chiếc điện thoại bình thường. Chính vì thế nên là kể cả có bể ra thì anh em cũng trên người anh em mất tang luôn. Đấy, nên là anh em chơi rất là ok. Còn về độ hiệu quả chuẩn xác của cái dòng camera thì mình không cần phải nói nhiều nữa, tại vì là cái độ hiệu quả chuẩn xác của nó là tuyệt đối rồi. Một bộ sản phẩm rất ok, anh em đi chơi sử dụng thì rất là hiệu quả luôn. Đấy, anh em thấy tứ tử trắng này, nét như ban ngày luôn. Đấy, thì anh em nào ấy mà muốn tìm hiểu kỹ hơn về cái dòng sản phẩm này thì anh em có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hotline trên màn hình cho mình. Đấy, anh em có thể gọi điện trực tiếp kết bạn, nhắn tin qua Zalo, bên mình sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em là 24/24. Ngoài ra thì anh em có thể là đến trực tiếp cơ sở bên mình nhá. Bên mình thì có hai cơ sở. Cơ sở 1 là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội và cơ sở 2 thì nó sẽ là ở quốc lộ 13 Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh gần bến xe miền Đông cũ. Đấy, anh em cứ đến nơi alo đến số hotline trên màn hình cho mình là sẽ có người ra đón anh em, dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp vào các cái bộ sản phẩm luôn. Bên mình thì ngoài các cái dòng sản phẩm liên quan đến sóc đĩa, đấy, ví dụ như là bát hình hay là đĩa hình hay là đĩa soi xuyên, bát soi xuyên,
những cái đồ có tang không tang liên quan đến sóc đĩa bên mình đều đầy đủ hết cho anh em. Và ngoài ra, ngoài về sóc đĩa thì bên mình có đầy đủ về bầu cua, tài xỉu, bài lá. Anh em nào mà muốn tìm hiểu kỹ hơn về các cái dòng sản phẩm nào thì anh em có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline trên màn hình cho mình. Bên mình sẽ tư vấn cho anh em chi tiết cụ thể đấy, để sao mà cho anh em đấy lựa chọn được một cái sản phẩm phù hợp tốt nhất, hiệu quả nhất, để khi anh em chơi sân chơi của anh em đạt được cái hiệu quả cao nhất anh em nhé. Đấy thì cảm ơn là anh em đã theo dõi hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.